chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mốc Home. Hiện tại thì Ánh Diệu và anh Đạt là bên phòng thanh tra đang có mặt tại Tây Ninh. Ngày hôm nay thì đội ngũ của Mốc Home sẽ đến để kiểm tra tiến độ cũng như là chất lượng công trình của gia đình chị Vũ Thị Hồng Mai. Công trình này thì anh quan sát thấy là đến giai đoạn nào rồi anh? Hiện tại là coi như là gần xong phần thô của em, cũng bị vào hoàn thiện. Dạ. Và cũng chia sẻ với quý vị là Mốc Home thì có đội ngũ thanh tra, các anh sẽ có vai trò trong việc là về những công trình cho chúng tôi thi công trọn gói với mục đích là kiểm tra để đảm bảo chất lượng cũng như là tiến độ. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cụ thể hơn nội dung của ngày hôm nay. Trước khi đến với phần kiểm tra thì anh Diệu xin phép được giới thiệu thêm với quý vị về công trình của gia đình chị Mai. Vừa mới xong phần thô thôi mà chúng ta đã cảm nhận được công trình này quá là bề thế và nổi bật quý vị. Đây cũng là ưu điểm của những công trình mang kiến trúc 2 tầng, cùng với đó là việc kết hợp với mái Nhật. Ở bên trên, nếu như một quý vị quan sát cùng với thước phim Bay Flycam thì chúng tôi đã thi công phần mái ngói với gam màu xanh đúng với hình ảnh 3D luôn, cho nên là công trình phải nói thật sự rất là nổi bật. Về kích thước xây dựng, chiều ngang sẽ là 11m và chiều sâu của công trình là 16m. Diện tích sử dụng thì sẽ khoảng 237m² cho 2 tầng. Các khu vực chức năng bên trong thì chúng tôi cũng sẽ linh hoạt bố trí phù hợp với số lượng thành viên của gia đình chị Mai cũng như là yêu cầu riêng của chị. Cụ thể thì ở tầng 1 sẽ là không gian, khu vực đón tiếp khách. Tiếp đến sẽ là nơi ăn uống nấu nướng, có 2 phòng ngủ và cả 2 phòng ngủ đều sẽ có khu vực nhà vệ sinh khép kín bên trong. Cuối cùng thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Còn ở trên tầng 2 quý vị thì đấy sẽ là khu vực phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, có thêm 3 phòng ngủ nữa và sẽ có 2 khu vực nhà vệ sinh chung. Nói chung là công năng ở công trình này thì rất là đầy đủ nè, tiện nghi nữa. Vì mang diện tích sử dụng rộng rãi cho nên là thật sự việc phân bổ công năng cũng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Với công trình này thì chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Về phần sảnh chính và sảnh phụ đều sẽ rất là rộng rãi, bởi vì thiết kế sảnh thì cần thiết rồi. Đây sẽ là nơi mà chúng ta di chuyển, nó cũng là khoảng thở của công trình và là giải pháp để lưu thông không khí, lấy vào ánh sáng tự nhiên. Thiết kế cũng như là thi công phần sảnh thì chúng tôi sẽ có 2 chiếc cột vuông, quý vị thấy rất là chắc chắn, để nâng đỡ phần mái sảnh ở bên trên. Đây, góc nhìn ở bên đây cũng vậy, quý vị sẽ thấy được sảnh phụ thì hoàn toàn tương đồng thôi. Đây cũng là điều mà chúng tôi rất là lưu ý khi mà thiết kế cũng như là thi công xây dựng công trình. Bởi vì như vậy thì mới tạo nên được sự ăn khớp từ trước ra sau cũng như là từ trong ra ngoài. Không thể nào là phần sảnh chính chúng ta thi công một kiểu mà sảnh phụ lại là một kiểu hoàn toàn khác được. Phần chân đế của công trình cũng sẽ cực kỳ cao ráo. Đây quý vị thấy với tổng kích thước này sẽ là 0,75m. Sau này thì chúng tôi sẽ thi công thêm phần bậc ở đây là bậc 5 cấp, tượng trưng cho yếu tố ngũ hành trong một công trình. Tường thì sau này ngay vị trí chân đế tại đây sẽ ốp đá tự nhiên. Còn trên này thì sẽ sơn phủ, chủ yếu là gam màu trắng để làm màu sắc chủ đạo hay là gọi màu nền đó quý vị. Tiếp đến sẽ sử dụng một số những vật liệu trang trí ốp lát, thì như hình ảnh thiết kế chúng tôi có sử dụng thêm gạch Việt Nhật nữa. Nói chung là tổng thể công trình này thì đều đã có những sự nghiên cứu và tính toán từ ban đầu về mặt thiết kế rồi. Tiếp theo sẽ chuyển giao qua bên thi công và cũng chia sẻ với quý vị là với những công trình cho chúng tôi thi công trọn gói thì chắc chắn là lúc nào cũng sẽ có những phần kiểm tra, có thể là kiểm tra trực tiếp, có thể là kiểm tra từ xa để đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng của công trình. Một phần nữa, để cho công trình này trở nên đẹp hơn thì chúng tôi cũng sẽ tính toán về tỷ lệ của các phần trong công trình. Không chỉ riêng về phần chiều ngang cũng như là chiều sâu đâu quý vị, mà nó còn quyết định bởi chiều cao nữa. Thì cụ thể tầng 1 sẽ có kích thước là 4,2m, tầng 2 kích thước là 3,6m, còn kích thước của phần mái là 3m. Cho nên là khi mà quý vị quan sát công trình qua thước phim Bay Flycam thấy là công trình hiện lên rất là nổi bật. Đó là những chia sẻ của chúng tôi về bên ngoài của công trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần kiểm tra ngày hôm nay.
Hiện tại thì Nhật An và anh Đạt Thanh Tra đang có mặt tại bên trong của công trình nhà Khô Mai. Và hiện tại thì như quý vị có thể thấy là ngay từ bên ngoài ha, thì công trình đang trong quá trình là thi công về phần thô và sắp tới thì mới vào giai đoạn hoàn thiện nha quý vị. Cho nên là bên trong thì chưa có được sơn phết ốp lát gì hết, đúng không nào? Vậy thì anh ơi, ở cái giai đoạn này thì không biết là mình sẽ kiểm tra những cái mục nào vậy anh? Hiện tại là mình sẽ kiểm tra cái kích thước ô cửa coi có đúng theo cái bản vẽ đề ra không. Là những cái phần cửa này. Ok, vậy bây giờ chắc là nhà anh sẽ đo đạt. Rồi, hiện tại là cái kích thước của cái cửa chính này là 2m7, 2m7. Giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Ok. Và với những kích thước cửa chính đó quý vị, thì như An đã từng chia sẻ thì đây là cái cửa rất là quan trọng, đúng không nào? Theo quan niệm phong thủy thì nó sẽ là cửa mà đón tài, đón lộc vào cho gia đình. Cho nên là thường thì chúng tôi thiết kế cái số liệu không phải là cái số ngẫu nhiên đâu, mà chúng tôi sẽ tính toán dựa trên một cái kích thước là thước lỗ ban. Quý vị có thể truy cập website của chúng tôi là mắtcongdruc.vn và chúng ta sẽ có thể theo dõi về cái thước lỗ ban này. Không biết là anh đo thực tế thì kích thước là bao nhiêu anh? Hiện tại anh đo thực tế là 2m7 và 2m7 40. Camera man cái này rồi. Cái phần 2m7 40 thì có lẽ là nó sẽ phụ thuộc cái sàn, đúng không anh? Sau này hiện tại là mới cán lên, chưa có lát gạch, cho nên là sẽ nó chừa ra mấy phần, 4 phần để cho nên lát gạch hoàn thiện. Tức là sau này khi mà chúng tôi ốp gạch ở bên dưới đó quý vị, thì nó sẽ độn lên một độ cao, đúng không nào? Cho nên là chúng tôi cũng đã tính toán để mà chừa ra ha, sau này chúng ta lắp đặt vào thì nó sẽ phù hợp. Rồi tiếp theo là ô cửa nào vậy anh? Rồi hiện tại mình cũng sẽ đo cái ô cửa sổ bên đây. Trên bản vẽ là 1m8, 2m. Và với cửa sổ đó quý vị thì nó cũng sẽ giống cửa chính á. Kích thước quý vị cũng có thể truy cập vào thước lỗ ban online để mà chúng ta tra cứu. Tuy nhiên lưu ý là chúng ta trừ đi cái phần bản lề hai bên để ra kích thước là phù hợp nhất nhé. Còn ở đây là bao nhiêu anh? Hiện tại là 2m02 ly và 1m84 ly. Coi như rất là đảm bảo. Có những cái sai số nhỏ thì mình cũng có thể là điều chỉnh sau này bằng keo, đúng không anh? Đúng rồi, sau này mình sẽ lắp cửa, mình sẽ kê kích vô. Đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đo ở vị trí nào anh? Bây giờ sẽ đo cái cửa phòng đi. Ok. Sau khi mà đi kiểm tra những cái kích thước cửa ở tầng 1 thì anh đánh giá thế nào? Thấy là tương đối đảm bảo theo cái bản vẽ đề ra. Và sau này khi mà chúng tôi vào cái giai đoạn hoàn thiện, đúng không anh? Tức là mình sơn phết xong thì mình sẽ bắt đầu chính thức là mình lắp cái hệ thống cửa vào, đúng không nào? Vậy thì bây giờ thì em thấy anh đang cầm sẵn trên tay là cái thước vuông. Thì chắc là anh sẽ kiểm tra cái độ vuông góc, đúng không anh? Anh sẽ kiểm tra các độ vuông góc của các bức tường coi là các thợ làm có đảm bảo không. Cái này nữa quý vị, nhìn thì đơn giản nhưng đôi khi là nó cũng rất quan trọng ha. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ công trình thì chúng ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta xây mà chúng ta tô trát nó không ổn thì nó sẽ bị siêu vẹo và nó không được vuông, thì ngôi nhà chúng ta sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ ha. Cho nên là đó là lý do những cái từ cái giai đoạn này thôi, giai đoạn phần thô, là chúng ta cũng đã phải đảm bảo được những cái chi tiết này rồi. Đây, như Nhật An nhìn thấy rất là vuông kích, rất là đảm bảo. Và khi mà chúng ta phần thô làm đẹp đó quý vị, thì sau này sơn phết lên thì nó sẽ đảm bảo hơn nha quý vị. Và trong lúc mà anh Đạt đang đi để mà kiểm tra thì em cũng xin giới thiệu sơ lược về công trình này ở bên trong cho quý vị ha. Chúng tôi đang có mặt tại tầng 1 thì ở trong không gian tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí là có một phòng khách, một phòng bếp ăn, sẽ có hai phòng ngủ nha quý vị. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong và có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Nói chung là về công năng thì tầng 1 sẽ bố trí khá là thoải mái ha. Bởi vì phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh, đó là một cái ưu điểm lớn không phải là nhà nào cũng có được.
Và với công trình này thì hiện tại như tôi chia sẻ là chưa có được sơn phết. Quý vị thấy là nó còn hơi sơ khai một chút xíu, nhưng mà sau này khi mà sơn phết xong thì An tin tưởng đây cũng sẽ là công trình rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng tôi đã thiết kế rất là nhiều những cái ô cửa sổ để mà lấy được cái hệ thống ánh sáng tự nhiên vào bên trong ngôi nhà rất là tốt. Cũng như là quý vị có thể thấy đó, rất là nhiều những cái ô cửa, ví dụ là từ cửa chính nè, cửa mặt bên nè, cửa hậu phía sau, ba cái lối cửa để lấy ánh sáng và sinh khí bên trong ngôi nhà. Cho nên là sau này khi mà chúng ta ốp lát xong hoặc sơn phết xong mọi thứ thì chắc chắn là công trình này cũng sẽ rất là đẹp và lý tưởng. Lúc đó chúng tôi sẽ dẫn quý vị trở lại thăm nhé. Anh Đạt ơi, sau khi kiểm tra hết một vòng thì anh có thấy có vách tường nào bị vấn đề không anh? Hiện tại kiểm tra thì chưa thấy có cái chỗ nào mà không đạt, hiện tại là rất là đảm bảo. Vậy thì riêng công trình này thì đánh giá là về cơ bản thì cái phần thô từ bây giờ thì mình thấy là đa phần đều đạt, đều tốt ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng 2 và sẽ kiểm tra một số hạng mục còn lại. Và tiến lên tầng 2 của công trình thì hiện tại em thấy là nó cũng tương đồng với bên dưới đó anh. Em thấy là cũng đã được trát mọi thứ hết rồi ha. Đúng rồi. Vậy thì không biết là bây giờ anh sẽ tiếp tục kiểm tra phần nào anh? Bây giờ anh sẽ kiểm tra các cạnh của cái tường coi nó có thẳng, nó có vuông góc trên cái sàn không. Anh sẽ dùng máy laser để bắt. Lúc này thì mình sẽ dùng là cái máy laser nha quý vị. Máy laser thì như tôi chia sẻ, đây là một cái công cụ nó sẽ giúp chúng ta có thể là kiểm tra một cách rất là nhanh chóng ha. Lúc trước thì chúng ta phải dùng ví dụ là dây dọi mọi thứ, nó sẽ thủ công hơn. Còn bây giờ thì mà có những cái máy móc laser thế này thì chúng ta không cần phải tự mình làm đúng không, mà cái máy chúng ta có thể nhìn trực quan bằng mắt thường rất là dễ để mà sử dụng luôn. Cái máy này thật sự là khi mà mình kiểm tra, mình nhìn mắt thường thôi mình có thể thấy rõ luôn cái độ vuông anh ha. Có thể thấy là rất là thẳng đường so với cái đường laser. Đúng rồi, chứng tỏ là với cái riêng công trình này thì phần thô được thi công khá là tốt nha quý vị. Không có bị những cái lỗi lặt vặt luôn. Và sau khi đã kiểm tra xong bằng máy laser thì tiếp theo mình sẽ kiểm tra tới cái nào vậy anh? Tiếp theo sẽ kiểm tra về cái độ phẳng của tường. Nó bắt đầu là tô giác nó có phẳng đều với nhau không? Đây cái này nó cũng quan trọng trước khi mình bắt đầu sơn đúng không anh? Đúng rồi. Mình cũng phải đảm bảo là cái tường nó phẳng, nó không có bị gồ ghề hay là không có bị lõm vào để sau này mình sơn nó mới đẹp đúng không? Đúng rồi, chất lượng tốt. Ok. Thì mình sẽ dùng cái cây tước nhôm 2m thì mình lại chắc 1m8. Ok, bây giờ nhà anh sẽ kiểm tra ha. Và trong lúc mà anh Đạt kiểm tra thì em cũng xin chia sẻ quý vị luôn, đó chính là trên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là có một khu vực này là phòng thờ nha quý vị. Ở lúc nãy khu vực chúng ta bắn laser là phòng sinh hoạt chung, sẽ có là 3 phòng ngủ ha, và sẽ có 2 vị trí của nhà vệ sinh. Và tầng 2 thì cũng bố trí rất là nhiều những cái ban công cũng như là rất là nhiều những ô cửa sổ để mà lấy được sinh khí bên trong. Cho nên là cái không khí từ bây giờ khi mà tôi đứng ở đây cảm giác đi đến đâu nó cũng mát mẻ hết, là nhờ vào rất là nhiều những ô cửa sổ như thế này. Còn về những cái vách tường này nè quý vị, thì sau này chắc chắn là chúng ta cũng sẽ sơn phết cũng như là trần cũng vậy ha. Trần hiện tại thì mới đổ bê tông thôi, nhưng mà sau này chúng ta sẽ làm thêm là trần thạch cao chứ không phải chỉ đơn thuần là bê tông như thế này. Thì trần thạch cao thì chúng ta sẽ có thể thiết kế được nhiều những cái kiểu dáng khác nhau, cũng như là so về chi phí nè, cũng như là cái thời gian thi công thì trần thạch cao nó cũng sẽ nhanh hơn là chúng ta làm trần full bê tông hết. Cho nên là sau này khi mà công trình đã hoàn thiện thì quý vị sẽ thấy là mỗi khu vực có khi là lại trang trí một cái kiểu trần khác nhau là như vậy nhé. Quý vị có thể thấy là khi anh đang kiểm tra thì có thể thấy là những cái phần tường nó rất là phẳng. Với sau này khi mà xong giai đoạn này chúng ta bắt tay vào cái quá trình sơn phết thì nó sẽ rất là dễ dàng nha quý vị. Cho nên là tôi đã luôn nói đó chính là khi mà chúng ta làm một ngôi nhà đó thì giống như là chúng ta nấu món ăn quý vị, cái nguyên liệu mọi từng bước chúng ta phải là đảm bảo rồi thì đến cái giai đoạn cuối ví dụ là nêm nếm mọi thứ á thì nó mới đảm bảo nó ngon được đúng không nào. Thì giống ngôi nhà cũng vậy, từ cái giai đoạn phần thô đã phải rất là chuẩn chỉnh thì đến giai đoạn hoàn thiện thì bắt tay vào thì nó làm mới đẹp được nhé.
Cho nên là đó lý do mà thường cái giai đoạn phần khô mà đội ngũ thanh tra thường sẽ đi kiểm tra là như vậy ha. Cũng sẽ có cái lý do là như vậy. Vậy là ngày hôm nay thì Nhật An, Thánh Diệu cùng với anh Thanh Tra Đạt đã đến một vòng công trình nhà của cô Mai Tây Ninh để mà kiểm tra. Và quý vị có thể thấy là công trình này về phần thô đang được thi công rất là tốt. Và sắp tới thì sẽ triển khai đến phần hoàn thiện, chắc chắn cũng là công trình rất là đẹp luôn nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọ gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888, 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn bị thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.